Má Nhật Bãi Long An xin chào toàn thể quý anh em và bà con cô bác. Hôm nay thì em có vệ sinh được một số đầu nổ gồm dòng OHV máy đứng và một cái đầu nén da Maru và một cái cuộn dây. Thì hôm nay em vệ sinh được ít cái thì để em quay lên chia sẻ với anh em và bà con cô bác mình cùng tham khảo luôn nha. Như anh em bà con cô bác nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ qua số điện thoại của em là 0908 116 276. Còn như ai tới được cái cửa hàng em chốt máy thì địa chỉ của em là nằm trên quốc lộ 1A, tổ ấp 2, xã Mỹ Hiên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An nha anh em, dưới địa phận thành phố Hồ Chí Minh khoảng 1 cây số. Rồi thì bắt đầu em sẽ vào chi tiết cho con nha. Cái máy này là cái máy đầu tiên của clip ngày hôm nay, là mã số là 844, báo giá là 2.700.000. Thì đã có bao ship hàng toàn quốc rồi nha anh em. Bên cạnh thì em cũng bao xài 3 tháng để anh em và bà con cô bác mình được yên tâm nha. Rồi em xin giới thiệu lại là dòng này là Mitsubishi GM130. Thì công suất của máy này là 4 ngựa, tua là 2.000 dòng trên phút. OHV còn nằm nha anh em. Máy thì hộp cò cũng còn tương đối sáng ha. Bô, thùng, áo thì cũng nói chung cũng còn sáng sủa. Tay tua 2.000, cốt chuyền cốt lô quách 18 ly nha. Đó, xung quanh máy, máy này thì cũng còn tương đối khá là đẹp. Mình sang bên trong là anh em còn sáng ha. Rồi bắt đầu em sẽ test nổ cho anh em bà con mình nghe tiếng máy luôn. Máy chạy cũng rất là ok nha anh em. Em xin nhắc lại là em mới vừa test xong cái máy Mitsubishi 4 nha. OHV cò nằm, mã số là 844, báo giá là 2.700.000 nha anh em. Nhắc lại là bao ship hàng toàn quốc nha. Tiếp theo là 845. Thì một dòng Honda 3.5 người. Đây, Honda GX110 3.5 người nha anh em. Cốt chuyền nha, cốt lâu quét là 18 ly. Đây, mã số là 845, mỗi giá là 2 triệu nha, 2 triệu vẫn bao ship hàng toàn quốc cho anh em luôn. Đây, bên hông máy nha, cò cũng còn tương đối, trong máy còn tương đối nha. Bô nè, bô với thùng thì do nó bị xét rồi, thùng thì chóc nước sơn ha, giá chỉ có 2 triệu thôi. Một cái máy phòng đà, về anh em có sơn hết đồ lại thì rất là đẹp. Sang bên trong nha anh em, đó còn khá mới, không đa 3.5 người.
rồi, Honda chạy thì cũng khá ok rồi. Đó, em nhắc lại là mã số của máy này là 845 nha, giá là 2 triệu. Rồi 846 là 1.8 nha anh em. Dòng này là Rubin nha, Rubin đây 20, cúc chiền, cúc chiền cúc lâu hết là 20 ly nha anh em. Máy 5 ngựa. Đó, máy cũng còn sáng nha. Khô ráo sạch sẽ, sáng. Cốt lâu hết là 20 ly. Đây, tua 2000 nha. Để xem xong bên trong nè anh em. Đó, hộp tương đối khá nha. Đây là dòng máy đứng nha anh em. Máy này là Rubin A20. Công suất của máy là 5 ngựa nha. Cốt chuyền cốt lâu là 20 ly, giá 1.8 nha. Mã số là 846. Thì toàn bộ máy bên em đều bao ship nha anh em. Tới 847. Giá 1.500 nha anh em. Dòng này là Rubin A18. Đó. Cũng là cốt chuyền cốt lâu là 20 ly, tua là 2000. Công suất vẫn là 5 ngựa nha. Đó. Máy thì cũng còn tương đối anh em ơi, giá chỉ có 1.500 bao ship luôn. Bên trong còn đẹp nha anh em, còn cái đó là em vệ sinh là ra luôn, đầu nó bị nước á. Rồi, thì em mới vừa test xong cái máy Rubin A18 nha. Mã số là 847, giá là 1.500 nha anh em. Thì máy bên em là nó còn zin nha. Nói chung là máy zin vệ sinh chế xăng thôi. Rồi, tiếp theo là 848 là giá 2.400. Máy này là cũng là Honda nha. Honda GX110 thì công suất là 3.5 ngựa. Nhưng mà máy còn sáng hơn mấy kia nhiều. Bô e, bô lửa thùng còn đẹp ha. Đây cò bộ hút quê nha, giá 2.4 triệu bao ship luôn. Đó, cốt chuyền luôn, cốt lâu hết là 20 ly, 8 ly. Máy này còn tương đối. Còn đẹp ha anh em. Đó, bình xăng còn tương đối nha. Vậy mà nắp xăng quá đẹp. Giờ để test máy anh em ơi.
em cũng mới vừa test xong cái máy Honda GS110 nha, công suất là 3,5 người, cốt truyền cốt lô vót là 18 ly đó, mã số là 848, em báo giá là 2.400.000 nha anh em. Rồi tiếp theo là 849, đây máy này cũng là rất là đẹp, trong vậy đây, dòng này là Kuta nha, Kuta GH170, còn như là đẹp lung linh ha anh em đó, GH170, công suất của máy này là 6 ngựa nha, cái sơn còn 4 lưỡng, công suất là 6 ngựa. Ốc vàng khè luôn ha anh em, ốc bô chạy còn có còn 7 màu rồi. Đó còn cái bô nè, quá đẹp, nói chung máy này còn quá đẹp. À, anh em thấy cái báo không, có xăng còn hoạt động luôn. Rồi cái lượng, nằm bên đó. Rồi để em lấy sao đi cho anh em coi bình xăng bên trong ha. Đó, còn cá mới ha. Rồi, môi lên nó mất thời gian để em lấy sao. Bây giờ chỉ test máy cho anh em bà con cô bác mình cùng tham khảo luôn. Cò đứng GH170, này mã số là 849, báo giá là 3.000.000 nha anh em. Máy còn quá xuất sắc, cốt truyền nha, cốt lô quát là 20 ly. Rồi tiếp theo là cái đầu nén Maruyama nha, Maruyama đầu này cũng còn khá là xuất sắc. Đó, để em đọc thông số coi, thông số của nó là tua là 700 đến 1100 vòng ha trên phút, thì lượng nước từ 19 đến 30 lít, áp lên 35 kg, motor kéo tải của nó là 1.2 đến 2.4 nha, đầu còn quá mới, đủ đồ hết nha anh em. Cái này nó bị rớt mất cái kiếng, rớt mất cái kiếng mà không biết đồng hồ hoạt động được không. Thì nói chung là máy nén này là em bao lên đủ ký cho anh em nha, rồi bao ship cho anh em luôn. Đó. Một cái nén Maruyama còn quá đẹp. Em cũng mới đổ nước vô ha, nhưng mà anh em nào có chốt thì em sẽ test tải và quay clip test cho anh em mà con cô bác mình xem. Cái này nói chung là còn quá xuất sắc, đồng hồ báo giá còn đẹp ha. Mở từ trên đến dưới luôn. Rồi thì máy này, cái máy nén này là giá là 3.000.000 nha, mã số là 850. Rồi anh em bà con cô bác nào có chốt thì em sẽ quay clip test gửi qua cho anh em bà con cô bác mình xem, lên đủ ký nha. Và tiếp theo là một cái cuộn dây có lô lô không sắn dây nha anh em, thì dây màu vàng cũng còn khá đẹp, đây nó có khớp nối, bao không xì xẹt cho anh em luôn nha, lô lô không sắn dây nè. Đó. Thì dây này em tầm khoảng 50 mét thôi anh em, nó vậy đó. Vậy sao làm quay vậy luôn, ngồi tay ha. Rồi cái cuộn dây này là mã số là 851, giá là 1.500.000 nha, bao ship cho anh em rồi nha. Rồi hôm nay em cũng được hết đồ, thì anh em bà con cô bác nào có chốt thì liên hệ qua số điện thoại 0908 nha, 116276. Rồi một lần nữa kết thúc video thì em xin chúc tất cả quý anh em và bà con cô bác luôn được nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc nha. Xin chào.